ở tập trước, pháp sư đã giao chiến với Slender. Các con ấy đâu ra? Cái áo tàng hình này hay thế vậy? Pháp sư còn chết kia. Mau ra đây. Tiền Slender này quá là lợi hại. Hắn lúc trốn và mặt luôn dốc vào thỏ lắm. Slenderman hẹn mình ở khắp thôn khê, không biết nơi này là nơi nào. À, mình sẽ gọi thổ địa lên xem ở nơi này là nơi nào. Thổ địa. Thổ địa, lên đây đạo trưởng bảo. Thổ địa. Hả? Hình như ở đây đất không có sổ đỏ nên không có thổ địa. À, ở kia có thổ dân. Thôi, ta hỏi tạm thổ dân vậy. Chào thi chủ, cho bần đạo hỏi, nơi này là nơi nào? Chắc đạo trưởng từ nơi xa mới tới nơi này. Thưa đạo trưởng, nơi này gọi là Thăm Thanh Khê đạo trưởng ạ. Bần đạo xin cảm ơn thí chủ. Không có gì, tôi đi đây. Theo Slenderman nói, đi qua một chiếc cầu, đứng ngay dưới bụi cây chuối, chắc ta sắp tới nơi rồi. Hôm qua mình hẹn tên pháp sư gặp nhau ở gốc cây chuối, mà lá này lá cây ổi. Chắc là tên pháp sư bị lạc đường mất rồi. Tên Slenderman kia, ngươi ở đâu? Ngươi hẹn ta đi qua một chiếc cầu, có một gốc cây chuối, mà ta đi 7749 chiếc cầu rồi, không thấy gốc cây chuối đâu. Ngươi hẹn hò kiểu gì đấy? Hẹn hò kiểu không đàng hoàng. Hẹn hò ra bờ đây à? Như tiếng của pháp sư. Hình như tiếng của sóc thỏ. Ngươi đây rồi, ngươi hẹn hò kiểu gì? Cây này là mà cây chuối à? Cây này là cây ổi cơ mà. Ngươi nói gì? Ta nhầm. Chân thành xin lỗi pháp sư. Không có gì. Thế bây giờ ta đã đến đây rồi, ngươi hãy thả bọn trẻ ra được chưa? Không bao giờ. Thế món nợ người em kết nghĩa, Penny ơi, của ta, thì ngươi tính làm sao? Để bọn ngươi giải quyết hôm nay cho xong đi. Giải quyết? Quyết đấu thôi. Ngươi cầm cho ta cái vũ khí, ta nhặt cái mũ đã. Rồi, mở đưa vũ khí đây, chúng ta lại tiếp tục. Khoan, ta đau bụng quá, ta buồn đi vệ sinh. Chán cái tay pháp sư này thế. Đau bụng quá, đang đánh lại khoan, chán rồi. À, nào lại tiếp tục. Khoan, ông cần hộ tôi cái vũ khí đấy, tôi có điện thoại. Khoan, vợ thằng bạn nó gọi. Alo, đang bận giao chiến. Tối về. Ok. Slenderman cho xin vũ khí. Khoan nữa, lần này không được khoan đâu nhá. Khoan, ta thề ta khoan nốt lần này để ta đổi vũ khí. Ta thề. Thôi rồi, ta cho ngươi khoan nốt lần này đấy nha. Lần sau là ta chiến luôn đấy. Vũ khí cùi bắp này, làm ta khoan mấy lần. Vũ khí thật đó. Yeah.
kiểu một mình ngươi có vũ khí à? Hãy xem ta đây. Buông ta ra, đừng có định mê hoặc ta. Buông gì buông? Từ nãy giờ ta đùa giỡn với ngươi thôi. Ngươi hãy xem chiếc búa ngàn cân của ta đây. Pháp sư tiêu diệt hắn luôn đi, đừng cho hắn đẻ trứng. Hãy xem ta đây. Ngươi tưởng ngươi tiêu diệt được ta? Hãy xem ta đây. Hả? Hắn có súng. Anh Slenderman tha cho em chót dại. Tất cả giơ tay lên. Tên pháp sư nhà ngươi hãy chầu như vương đi. Búa của thần thoa đã thuộc về ta rồi. Đầu mình không sao hết. Bây giờ xem ai mới là người tiêu diệt ai đây. Lừa cái gì mà lừa, ta cũng chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi lại học chiến thuật của ta, không có đâu. Thầy đã tiêu diệt được Slenderman rồi. Bây giờ thầy nhá sẽ dở bộ mặt nạ của Slenderman ra xem có mặt vui không nhá.